Chiều ngày 20 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 10 năm thực hiện nghị quyết 29, Vĩnh Long đã ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo. Mạng lưới trường lớp từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, chất lượng giáo dục phổ thông từng bước hoàn thiện. Chất lượng đào tạo các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh từng bước nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn về trình độ, quản lý giáo dục chưa kịp thực tiễn và nhu cầu phát triển. Chất lượng giáo dục vùng dân tộc, vùng khó khăn chưa đạt yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, chuyển biến thành hành động thiết thực. Xác định việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Bên cạnh, cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên. Đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.